Quế, hồi là những sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Ấn Độ, các nước châu Âu, Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển cây quế, hồi tại các vùng đồi núi. Với mô hình liên kết chuỗi, nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình sản xuất quế theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay hữu cơ, hướng đến xuất khẩu. Câu chuyện về liên kết chuỗi tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là một ví dụ điển hình. Liên kết với hợp tác xã Quế Chiến Thắng để sản xuất quế xuất khẩu, gần 4 hectare quế nhà chị Mấy đã áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ từ tháng 8 năm 2016. Theo chị Mấy, việc sản xuất quế hữu cơ khác rất nhiều so với phương thức sản xuất trước kia. Tưới tiêu cho nó phù hợp. Về sản xuất quế hữu cơ ấy, thì trước tiên là mình không được phun thuốc trừ cỏ. Và cái thứ hai nữa về sâu ăn quế mình cũng không phải, mình cũng không nên dùng cái thuốc trừ sâu. Mình chỉ bằng cái công thức bắt bằng tay thôi. Quế sau khi thu hoạch sẽ được các hộ dân gom và chuyển đến bán lại cho hợp tác xã Quế Chiến Thắng theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tại đây, các phần của cây quế sau khi được phơi khô thì sẽ được sơ chế thành nhiều loại sản phẩm khác nhau. Tùy theo đơn hàng của các thị trường, riêng vỏ quế, mỗi tháng hợp tác xã Chiến Thắng có thể xuất ra các thị trường hơn 40 tấn. Thì chúng tôi mới liên kết để làm sơ chế sản phẩm quế, gọi là tập trung vào để làm sao để chúng tôi có một cái cầu nối để bán được ra các cái thị trường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, mặc dù quế Lào Cai đã có mặt ở nhiều quốc gia, nhưng thị trường lớn nhất vẫn là Trung Quốc. Mà thị trường này lại không ổn định, các đơn hàng không đều. Chính vì thế, ngành nông nghiệp địa phương đang nỗ lực trong việc tìm kiếm các thị trường mới cho sản phẩm quế của tỉnh. Trước mắt, sản phẩm này đang có triển vọng lớn tại châu Âu. Thì vừa qua, thì Đại sứ quán Belarus cũng có đến làm việc với tỉnh Lào Cai. Thì cũng mong muốn là cái sản phẩm quế này sẽ đưa ra được thị trường Đông Âu và châu Âu thông qua cái thị trường của Belarus. Quay lại với câu chuyện liên kết tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, hiện hợp tác xã Quế Chiến Thắng đã liên kết với 14 hộ nông dân để bao tiêu sản phẩm quế hữu cơ. Tuy nhiên, sức cung ứng vẫn chưa đủ để đáp ứng các đơn hàng. Với chủ trương mở rộng diện tích trồng quế của tỉnh Lào Cai, trong năm nay, liên kết chuỗi về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế sẽ được mở rộng lên hơn 30 hộ dân.